Anh biết sai rồi, anh xin lỗi em. Em tha lỗi cho anh đi Nhi. Anh biết sai rồi. Anh bị điên hả? Tụi mình chia tay rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Tránh ra. Anh làm gì vậy? Trả lại cho tôi coi. Trả đi. Ai cho phép mày chia tay tao hả? Mày có cái quyền đó hả? Nhưng mà anh trả lại cho tôi được, tôi xin anh luôn đó. Tao không trả cái này. Tao có cái này cho mày coi nè. Khốn nạn. Đưa đây. Tao không đưa. Tao muốn mày làm cho tao một chuyện. Anh muốn chị dâu của em. Cái gì? Anh không có muốn dính dáng gì tới em nữa, cũng không có muốn làm phiền em. Cho nên là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa anh với chị dâu của em. Những kỷ niệm đẹp của tụi mình anh sẽ xóa sạch và không chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi... Em cũng ghét bà, đúng không? Thì có gì đâu, lợi cả đôi bên. Còn nếu không thì anh đăng tại đây luôn. Tôi đồng ý. Vậy thì tốt. Anh rồi. Đừng để anh chờ lâu quá nha. Đây. Sao nay ngày gì mà nấu nhiều đồ ăn quá vậy? Vậy là anh hai dữ chưa? Nhìn mặt bé Nhi nó vậy mà anh còn hỏi nữa. Mặt nó xanh xao nhợt nhạt quá trời kìa. Em nghĩ là chắc bé Nhi nó bệnh đó, nên là em tẩm bổ cho con bé. Như đợi anh đi làm á, mới nấu tôm luộc nè, cái món anh thích nhất á, để cho con đi. Nè, cái tay anh dành ăn với bé Nhi hả? Thôi đi làm đi, chiều về em làm món khác cho anh. Đi làm. Đúng rồi nha. Ừ. Anh đi á. Ừ. Anh về em nhà nha. Ừ. Em ăn nhiều vô đi. Mà bộ em có chuyện gì hả? Hay là em không khỏe đâu? Em nói chị đi. Có sao không? Dạ, tại em thấy trong người em hơi mệt thôi à chị. Thì đó, hơi mệt em phải ăn vô. Ăn nhiều vô thì nó mới có chất, em mới khỏe được. À, ăn xong đi, chút xíu nữa chị chở đi khám ha. Để chị nếm thử cái này coi. Nãy chị thấy nó hơi nhạt. Chết rồi, cay quá. Chị hai, chị hai. Ôi, các con cá ốp rồi mà sao cay quá vậy? Nhà tôi không có ai đâu. Anh muốn làm cái gì thì cứ tùy ý. Hình ảnh đâu? Cứ xóa hết đi. Anh đảm bảo với em là anh không lưu ở một bản nào khác. Tôi nói cho anh biết, kể từ bây giờ chúng ta không liên quan gì tới nhau hết. Biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đứng nó làm gì? Là em muốn chi sao? Thằng khốn. Chị dâu, cuối cùng thì chị cũng thuộc về thằng này thôi. Mày dám lừa tao hả? Anh đi bắt vì tội xâm hại và đe dọa đến người khác. Em có sao không? Sao tự nhiên em nằm ở đây vậy?
Chị hai. Hả? Anh hai, cho em xin lỗi nha. Em không có cố ý chút thuốc mê chị hai đâu. Nhưng mà thằng Khoa nó ép em. Nó ép em là phải dụ được chị hai để lên giường với nó. Chị là mày thông đồng với nó chút thuốc chị hai mày đúng không? Không có đâu anh hai, cái này em bất đắc dĩ thôi. Với lại chị hai uống nhanh quá, em không có kịp cản lại. Anh hai, anh giúp em được không? Chứ bây giờ thằng Khoa nó đang giữ clip của em. Nếu mà tối nay em không làm theo lời nó là nó sẽ đăng lên mạng nữa anh. Mày nghe tụi mày có chuyện tao đó. Đây, mày đó nghe gì? Mốt mày yêu ai á, lương người đàng hoàng mày yêu nghe chưa? Mày đã yêu sai người rồi, còn kéo theo chị hai của mày nữa. Nếu mà chị hai mày không nghĩ ra cách này á, thì hai chị em của mày gặp nguy hiểm mày biết chưa? Hả? Thôi, em xin lỗi anh chị. Em xin lỗi chị hai nhiều lắm. Vì em mà làm ảnh hưởng tên chị. Mấy bữa nay, chị nhìn thấy em có vẻ căng thẳng là chị biết ngay là em có chuyện mà. Nhưng mà nghe chị dặn nè, kể từ bây giờ trở về sau, có chuyện gì là phải nói liền cho anh chị biết, không có được giấu nghe không? Dạ, em cảm ơn anh chị. Anh đừng có la nó nữa.